thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn đi tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Xin kính chào quý vị đã theo dõi chương mục Nhà đẹp của Mark Home. Ngày hôm nay, Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị mẫu nhà mới do Mark Home trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Đó chính là mẫu nhà 2 tầng tân cổ điển mái Thái với chủ đầu tư là gia đình anh Lê Văn Đôn ở Long An. Và trước khi giới thiệu về căn nhà của anh Đôn thì xin cho An ít phút lại phải nói qua về công ty Mark Home chúng tôi. Đó là Mark Home là công ty thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp các tỉnh thành đất nước Việt Nam. Và quý vị có thể thấy trên kênh YouTube của Mark Home với hơn 70.000 lượt đăng ký và nhà đẹp Mark Home với hơn 1 triệu lượt đăng ký, thì mỗi ngày chúng tôi được cập nhật liên tục những mẫu nhà mới nhất để có thể giới thiệu được quý vị. Cũng như gần đây chúng tôi còn có nhiều chuyên mục khác liên quan đến phong thủy nè, hay là bạn hỏi Mark Home trả lời. Quý vị có thể có những cái thắc mắc gì muốn được kiến trúc sư của Mark Home giải đáp thì cũng có thể là comment ngay bên dưới những video của Mark Home, thì chúng tôi sẽ tổng hợp lại và sẽ giải đáp cho tất cả quý vị ha. Ngoài ra thì sau khi mà chúng ta quan sát rất là nhiều mẫu nhà rồi thì An chắc chắn một vấn đề tiếp theo chúng ta phải quan tâm đó là nội thất. Thì quý vị có thể ghé qua kênh Smart Home nội thất trọn gói với hơn 100.000 lượt đăng ký, thì đây cũng là một cái kênh phát triển song song với Smart Home luôn. Smart Home thì chuyên về ngoại thất thì Smart Home là về nội thất ha. Và chúng tôi cũng luôn triển khai rất là nhiều những cái mẫu nội thất mới để có thể giới thiệu đến quý vị. Và từ đây cho đến Tết thì chúng tôi chạy rất nhiều chương trình khuyến mãi, trong đó có thể kể đến là chiết khấu 3-8% giá trị công trình khi ký hợp đồng thi công trước 3 tháng. Nhận ngay một xe SH125i đời 2021 cùng nhiều phần quà hấp dẫn lên đến 30 triệu đồng khi ký kết hợp đồng thi công với Mark Home. Với rất nhiều phần quà đang chờ đón như vậy thì đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mark Home để được nhân viên chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Trở lại chủ đề chính chúng ta ngày hôm nay thì An sẽ giới thiệu quý vị mẫu nhà của anh Lê Văn Đôn ở Long An. Với căn nhà này thì ấn tượng đầu tiên của An đến nó chính là phần mái. Thì ở đây chúng ta sử dụng là mái Thái. Trong những cái loại mái mà Nhật An đã từng giới thiệu với quý vị như là mái Thái nè, mái Nhật, mái Mansor, mái bằng, mái lệch, thì công bằng mà nói mái Thái sẽ là loại mái nó mang đến cái vẻ ấn tượng và thu hút nhất cho ngôi nhà khi mà chúng ta nhìn vào, bởi vì cái độ cao của nó so với những loại mái khác thì mái Thái là nó cao nhất luôn quý vị ha. Và mái Thái thì bên cạnh cái chiều cao ấn tượng, nó cũng có rất là nhiều ưu điểm khác. Ví dụ như là nó cũng chống dột, nước mưa, chống nóng cực kỳ tốt. Đặc biệt với đất nước như Việt Nam của chúng ta là nước nhiệt để ẩm gió mùa mà, cho nên là cái điều này là rất là cần thiết. Và bởi vì nó xuất phát từ Thái Lan, là một đất nước cũng láng giềng Việt Nam của chúng ta thôi. Và quý vị có thể thấy là điều kiện thời tiết của hai đất nước nó cũng tương đồng với nhau. Do đó là mái Thái du nhập vào Việt Nam là vô cùng phù hợp. Một đặc trưng nữa của mái Thái đó chính là liên quan đến phong thủy, thì mái Thái sẽ giúp tránh được hiện tượng tích tụ hung khí cho ngôi nhà, từ đó sẽ giữ lại được nhiều vận may hơn cho gia chủ. Và nhiều quý vị An đã từng đọc comment thì có đã từng nói là tại sao ngôi nhà thiết kế tân cổ điển là phong cách của châu Âu, phương Tây mà lại kết hợp cái loại mái Thái, như vậy thì có phù hợp hay không? Thì Nhật An cũng xin trả lời luôn. Đó chính là với cái điều kiện bây giờ là gọi là giao thoa văn hóa đó quý vị, tất cả những cái gì hay, những cái gì đẹp trên khắp thế giới này, nếu mà chúng ta kết hợp lại được với nhau một cách hợp lý thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được. Chứ không phân biệt là phương Đông hay là phương Tây như lúc xưa nữa ha. Đặc biệt là tuy là nhà tân cổ điển đúng là nó có những cái đặc trưng của một cái bên là phương Tây rất là nhiều, nhưng mà mái Thái khi mà thiết kế ở đây thì quý vị thấy nó cũng không hề là bị chệch ra ngoài điều đó ha, mà lại kết hợp lại thì nhìn vẫn thấy rất là sang trọng. Do đó An nghĩ là quan trọng nhất vẫn là cái sự xử lý khéo léo kiến trúc sư mà thôi, chứ
bất kỳ loại máy nào mà chúng ta kết hợp thì chúng ta cũng phải có sự điều chỉnh. Đương nhiên không thể nào mà lấy nguyên cái máy Thái bản gốc ở bên Thái Lan, ở những cái chùa, những cái đền này kia mà áp dụng vào ngôi nhà tân cổ thì chắc chắn là nó sẽ sai liền, nó sẽ không phù hợp. Nhưng ví dụ nhà anh Đôn ở đây, quý vị thấy máy Thái được thiết kế vẫn có những đặc trưng rất là riêng, nhưng mà nó cũng đã có cái hơi thở gì đó nó hiện đại hơn rất là nhiều. Cho nên là dù cho là phong cách tân cổ điển hiện đại thì máy Thái vẫn có thể phù hợp nhé. Tiếp theo thì như em đã nói là phong cách tân cổ điển là phong cách nó bao trùm lên cả ngôi nhà của anh Đôn ở đây. Thì những cái đặc trưng nào của ngôi nhà anh Đôn sẽ thể hiện rõ phong cách tân cổ điển? Với ngôi nhà này thì rất là nhiều vị trí, rất nhiều khu vực đã thể hiện phong cách tân cổ điển. Đầu tiên đó chính là ở phần kiến trúc vòm. Quý vị có thể phát hiện ở ngay cái phần mái nạc ở mặt tiền của tầng 1 hay mặt bên, hay là trên ban công tầng 2, hay là ngay khu vực cửa sổ thì đều có những cái đường cong, những kiến trúc vòm này hết. Thì đây là một cái đặc trưng rất là duyên dáng cho những ngôi nhà tân cổ điển. Thật sự thì nhà hiện đại thì cũng sẽ đôi khi có một hai ngôi nhà gì đó cũng sẽ xuất hiện những cái đường cong, nhưng mà nó chiếm không nhiều ha, nó chỉ là số ít thôi. Còn ngược lại, nhà tân cổ điển thì những cái nhà xuất hiện những cái đường cong thế này thì nó lại chiếm đa số. Thứ hai đó chính là phần ban công, thì chúng ta sử dụng là ban công bán nguyệt, tức là nửa phần trăng đó quý vị, cho nên là tạo nên cái hình khối rất là độc đáo và nhìn vào cái là ta thấy ngay cái đặc trưng của phong cách tân cổ điển luôn. Tiếp theo đó chính là hình trang trí thì vô cùng cầu kỳ và được xuất hiện ở một số vị trí của ngôi nhà. Ví dụ là ở ngay mặt tiền nè, ở phía bên trên của cái phần mái vòm nè, hay bên dưới phần ban công bán nguyệt nè, thì quý vị thấy xuất hiện những cái hình trang trí đó, những cái phù điêu và được nghệ nhân của chúng tôi sẽ đục và sẽ tính toán rất là chi li tỉ mỉ để tạo nên cái tỷ lệ vàng, cái sự đối xứng cao nhất. Đó là thể hiện cái sự sang trọng của phong cách tân cổ điển. Tiếp theo đó chính là về thức cột, thì ở đây chúng tôi sử dụng là cái thức cột mạnh mẽ nhất trong ba loại thức cột tân cổ điển, đó là thức cột Doric. Thức cột Doric thì em luôn ví von nó tượng trưng như là một người đàn ông, và thưa quý vị, nó chống đỡ cho cả ngôi nhà ha. Cho nên là tuy là nó không cầu kỳ như là thức cột Ionic hay Corinth, nhưng mà thức cột Doric vẫn rất là được ưa chuộng ngày nay. Ngoài ra thì lan can sắt cũng là một cái đặc trưng rất là đáng chú ý của ngôi nhà anh Đôn. Quý vị thấy là lan can sắt nghệ thuật được mạ vàng và chúng tôi sắp đặt ở khắp các ban công của tầng 2 luôn. Và những cái hình hoa văn của nó, nếu quý vị mà chúng ta ở đây chúng ta nhìn trên bản vẽ rồi ha, thì cũng chưa có nhìn kỹ được là cái sự tỉ mỉ cầu kỳ của nó đâu. Nếu quý vị mà ra một ngôi nhà thực tế mà chúng ta đến một cái lan can sắt nghệ thuật á, chúng ta quan sát á, thì chúng ta sẽ thấy là các nghệ nhân họ sẽ làm những cái đường cong uốn lượn hoa văn vô cùng là cầu kỳ và chi tiết. Và cái lan can sắt nghệ thuật này thông thường nha, thì chiều cao của nó là rơi vào tầm khoảng là 900mm. Nó phù hợp với chiều cao của người Việt Nam của chúng ta để đứng ở đây và cảm giác an toàn. Tiếp theo thì một đặc điểm của nhà anh Đôn anh cũng muốn nói qua, đó chính là chân tường. Thì chúng ta sử dụng là chân tường được ốp gạch thẻ nè, có màu ghi nhạt. Và cái gạch thẻ này thì bên cạnh việc mà nó trang trí, nó giúp ngôi nhà chúng ta nhìn đẹp hơn, nhìn thanh lịch hơn, thì nó cũng giúp về công năng, đó chính là sẽ bảo vệ phần chân tường nhà. Bởi vì như em nói rất nhiều lần, Việt Nam là đất nước lượng mưa hàng năm rất lớn, cho nên là sau khi mưa xuống thì nước mưa nó chảy về đâu quý vị? Trước khi mà nó có thể thoát được thì chắc chắn nó cũng sẽ đọng lại trên sân của chúng ta. Và cái vị trí nó đọng lại chắc chắn đó chính là những cái nơi mà tiếp xúc giữa nhà và sân, đó là chân tường nhà ha. Cho nên nếu ở đây chúng ta không xử lý ốp gạch thẻ thế này mà để luôn một cái phần tường sơn thì cũng được, nhưng mà sau thời gian đó quý vị nhìn lại ngôi nhà của mình sẽ cảm thấy là nó bị phồng rộp, bong tróc cái lớp sơn chỗ đó và có thể bị nấm mốc nữa. Cho nên là ốp gạch thẻ thế này là rất là lý tưởng. Ngoài ra thì phía bên trên ngay phần gạch thẻ chúng tôi còn làm thêm những cái tiểu sảnh mảng xanh để có thêm sinh khí, có thêm cây xanh cho ngôi nhà. Và những cái mảng xanh này thì đương nhiên nó sẽ giúp ngôi nhà đẹp hơn là chuyện chắc chắn. Nhưng mà bên cạnh đó về công năng thì quý vị biết rồi ha, cây xanh thì nó sẽ luôn mang đến cái không khí trong lành hơn cho ngôi nhà. Nếu công trình của chúng ta mà hiện tại chúng ta xây dựng không có một cái mảng xanh nào hết thì thật sự đó cũng, nó vẫn, chúng ta vẫn ở được, nhưng mà nó không phải là cái ngôi nhà lý tưởng đâu. Bởi vì ngôi nhà đó nhìn nó sẽ rất là bị khô khan và cảm giác là thiếu đi sinh khí rất là nhiều. Do đó khi mà chúng ta trồng trọt thêm những cây xanh, những cái hoa cảnh xung quanh thì
cảm giác khi quý vị bước về ngôi nhà hoặc là chúng ta ngắm nhìn ngôi nhà từ xa rồi chúng ta cũng cảm giác được là cái sinh khí của ngôi nhà nó sẽ tăng cao hơn so với một ngôi nhà mà không có ha. Cho nên quý vị lưu ý điều này giúp An. Vậy là đó là về ngoại thất của căn nhà Anh Đôn, một căn nhà tân cổ điển rất là điển hình, vô cùng sang trọng và quý phái. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc bản vẽ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của nhà Anh Đôn để xem là không gian bên trong sẽ được thiết kế như thế nào. Đầu tiên là công trình nhà ở gia đình, chủ đầu tư anh Lê Văn Đôn, địa điểm ở Ninh Tây, Đức Hòa, Long An. Và người thực hiện là Bùi Văn Hoàng, người kiểm duyệt anh Trịnh Văn Dương và người phê duyệt chính là anh Lê Duy Tuấn. Với một lục bản vẽ kiến trúc bên dưới thì chúng tôi sẽ có tổng cộng 45 trang cho hồ sơ nhà Anh Đôn. Và mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, tất cả thông tin chúng tôi ký hiệu rất là rõ ở đây. Và ngày hôm nay bên cạnh những bản vẽ chính, An sẽ đọc thêm là mặt bằng định vị cửa cũng như là chi tiết cửa đi. Bây giờ ta sẽ đọc đến mặt bằng định vị công trình. Thì quý vị thấy là ngôi nhà của anh Đôn nè, so với cái diện tích khu đất thì thật sự là tự nhiên lúc nãy khi mà chúng ta nhìn bản vẽ 3D chúng ta thấy là ngôi nhà rất là to và đồ sộ đúng không? Nhưng mà nếu mà ở đây thu nhỏ nó lại mà so khu đất thì tự nhiên nhìn ngôi nhà chúng ta là diện tích rất là nhỏ, rất là khiêm tốn ha. Nhưng mà tại vì ở đây diện tích khu đất của nhà anh Đôn là quá rộng quý vị, chứ ngôi nhà chúng ta cũng rất là to, chỉ là diện tích đất nó quá rộng thì nhìn ngôi nhà nó chỉ nằm ở một bên góc thôi nè. Và từ phía mặt tiền ngôi nhà mà chúng ta đi ra tới phần cổng ngoài đây, phần đường đó quý vị là rơi vào tầm khoảng 11 mét. Còn từ phía đường mà chúng ta đi đến cuối khu đất luôn, cuối ngôi nhà luôn là tầm khoảng 30,8 mét. Tiếp theo người ta xác định về hướng nhà thì với ngôi nhà của anh Đôn, quý vị quan sát là từ cái mặt tiền này ha, ta so sánh với cái hoa tiêu có chữ B bên góc phải ở này thì ta xác định được ngay là nhà anh Đôn sẽ nằm ở hướng Tây Bắc. Quý vị nhìn giúp An xem là có xác định giống An không nhé. Tiếp theo ta sẽ đọc đến hai cái bản vẽ luôn nói là quan trọng nhất, chính là mặt bằng bố trí nội thất. Ngôi nhà 2 tầng thì ta sẽ đọc hai bản vẽ khác nhau. Đầu tiên là mặt bằng bố trí nội thất tầng 1 thì An xác định về kích thước, chiều dài và chiều rộng. Chiều dài ngôi nhà là 17 m, chiều rộng là 11,18 m. Và diện tích sử dụng của cả căn nhà An cộng lại được là rơi vào tầm khoảng 220 m². Đây là diện tích chưa tính sảnh quý vị ha. Và về diện tích sử dụng thì An xin nhắc lại một lần nữa, đó chính là quý vị phải lưu ý giúp An là diện tích sử dụng và diện tích xây dựng là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau, chúng ta phân biệt cho rõ ha. Về diện tích sử dụng là diện tích cộng những phần chính của ngôi nhà như là phòng khách, phòng bếp ăn, phòng ngủ, phòng thờ v.v. cộng với diện tích phần phụ như nhà vệ sinh, nhà kho. Còn diện tích xây dựng sẽ tính bằng diện tích sử dụng cộng thêm diện tích khác như là móng mái, sân, tầng hầm. Từ đó chúng ta có thể suy ra được là diện tích xây dựng sẽ luôn luôn lớn hơn so với diện tích sử dụng. Do đó trong quá trình thi công và thiết kế thì quý vị phải hiểu được hai cái thông số này để chúng ta có thể làm việc với kiến trúc sư cũng như là nhà thầu thi công một cách tốt hơn. Tiếp theo sẽ nói về công năng của nhà anh Đôn. Thì quý vị thấy tầng 1 nè, từ cửa trước bước vào ha, ta gặp ngay phòng khách nè, phía sau là khu vực phòng bếp ăn nè. Bên này sẽ có hai cái phòng ngủ và có một cái nhà tắm và nhà vệ sinh được tách biệt làm hai ở khu vực này. Và ngôi nhà sẽ có 3 lối tiếp cận, một lối từ cửa chính vào phòng khách, một lối phòng bếp ăn ra mặt bên và một lối cửa hậu. 3 lối này sẽ giúp giữ cho căn nhà sẽ luôn luôn có cái sự thông thoáng và mát mẻ. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến lên tầng 2 của nhà anh Đôn. Với tầng 2 thì bước lên cầu thang sẽ bắt gặp ngay khu vực phòng sinh hoạt chung nè, có cửa mở ra ban công. Phía trước là phòng thờ cũng có cửa mở ra ban công luôn. Ngoài ra sẽ có thêm hai phòng ngủ và có một cái nhà tắm và nhà vệ sinh được thiết kế phía sau. Quý vị có để ý là nhà tắm và nhà vệ sinh được thiết kế tách biệt với nhau như thế này thì nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều không ạ? Tức là chúng ta có thể tận dụng tối đa cái không gian hơn. Nếu mà chúng ta cũng cùng diện tích này mà chúng ta kết hợp cả hai thì trong cùng một khoảng thời gian chỉ có một người được sử dụng thôi. Còn nếu ở đây chúng ta tách ra như thế này thì nó tiện nghi hơn cho các thành viên trong gia đình nhé. Bây giờ ta sẽ đọc đến mặt đứng của nhà anh Đôn. Ở đây sẽ chọn là mặt đứng trục CA, đây là hướng nhìn từ mặt tiền của ngôi nhà. Với mặt đứng này thì ta sẽ thấy nè, từ cos 00 lên đến đỉnh mái là 11,9 m. Từ cos 00 là sàn tầng 1 lên đến sàn tầng 2 là 4,2 m. Sàn tầng 2 đến sàn mái là 3,9 m. Ngược lại từ sàn tầng 1 xuống sân là 75 cm, tương ứng 5 bậc tam cấp, mỗi bậc là 15 cm.
cái chiều cao của ngôi nhà anh Đôn, quý vị có để ý là nó cao hơn những ngôi nhà thông thường mà anh từng giới thiệu quý vị không? Bởi vì thông thường cái nhà của tầng 1 á, thì thường là 3,9, tầng 2 là 3,6. Riêng nhà anh Đôn thì tầng 1 là 4,2 và tầng 2 là 3,9. Cao hơn, cho nên là cảm giác khi mà nhìn ngôi nhà cũng cảm giác đồ sộ hơn. Bên dưới thì chúng tôi sẽ có 4 ô tương ứng với vật liệu nè, cũng như là màu sơn nè. Quý vị thấy không ạ? Ví dụ là mái lợp ngói nè, tường gốc gạch Inox nè, tường sơn màu 3317D nè, tường sơn màu MH trắng nè. Quý vị có thể tra cứu lại bản vẽ 3D để chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này. Bây giờ sẽ đọc đến mặt cắt của ngôi nhà, sẽ chọn là mặt cắt BB. Với mặt cắt BB thì đây cũng là hướng nhìn từ mặt bên nhìn qua ha. Và một lần nữa quý vị thấy là những cấu kiện quan trọng, ví dụ là cột nè, dầm của ngôi nhà nè, hay là sàn nhà chúng tôi đổ bê tông cốt thép nè. Và trên mái quý vị có để ý có một cái khu vực nhỏ nhỏ ở đây, thì đây chính là cái cửa thăm mái ha. Tức là chúng ta có thể bắt cái thang rồi chúng ta đi lên cái cửa ở đây. Chúng ta có thể tận dụng cái tầng mái này quý vị làm một cái nhà kho nhỏ nhỏ chẳng hạn. Hoặc là nhiều gia đình cũng có thể dời cái bồn nước đó quý vị vào bên trong của tầng mái, có thể là để chúng ta tránh cái việc mà thời tiết như thế nào ảnh hưởng đến bồn nước của mình, thì cũng có thể dời vào trong đây, thì sẽ tùy thuộc vào lựa chọn của từng gia chủ ha. Và như An nói ngay từ đầu thì ngày hôm nay An sẽ review thêm về mặt bằng bố trí cửa, định vị cửa của nhà anh Đôn. Ở đây sẽ đọc là mặt bằng định vị cửa của tầng 2. Với mặt bằng định vị cửa tầng 2 này thì quý vị thấy là những cái ô tròn ở đây chính là vị trí của cửa đó quý vị. Chữ D là tương ứng cửa đi, chữ S là cửa sổ, DW là cửa đi nhà vệ sinh, SW là cửa sổ nhà vệ sinh ha. Về em sẽ ví dụ cho quý vị một thông số, ví dụ phòng thờ nè có cửa đi D2 thì kích thước của cửa sẽ là 2m7 x 2m7, còn bên dưới cộng trừ 0,0, nghĩa là cửa này nó sẽ sát với sàn luôn, nó không có cách sàn 1mm nào hết, cho nên nó là cộng trừ 0,0. Còn về cửa sổ thì em sẽ ví dụ là cửa sổ nhà vệ sinh đi, SW nè, thì kích thước là 600 x 600 đơn vị là mm, còn ở đây là cộng 2001, tức là cao 2m1 so với sàn, tức là cái cửa sổ nó sẽ đặt được cao hơn so với sàn nhà là 2,1m nhé. Đó là về chi tiết cửa đi hoặc bài định vị cửa của nhà anh Đôn. Bây giờ sẽ đọc đến chi tiết cửa đi D1, trang KT21. Đây là cửa chính của ngôi nhà. Thì quý vị thấy nè, quy cách là cửa đi 4 cánh mở quay, chất liệu là cửa thép vân gỗ, kính an toàn 8,38mm, kích thước là 2m7 x 2m9 và số lượng là 1 bộ. Về chất liệu thì nó cũng khá là đặc biệt ha. Bởi vì thông thường chúng ta hay gặp là hoặc là cửa gỗ lim Nam Phi, hoặc là cửa gỗ căm xe. Còn ở đây là cửa thép vân gỗ, thì cũng là một cái loại cửa cũng có thể lựa chọn cho ngôi nhà của quý vị, nó cũng mang đến cái sự sang trọng nhất định. Và với ở đây mặt đứng quý vị thấy nè, pano gỗ thép, cửa thép vân gỗ dày 30mm, kính dày 8,38mm, tay nắm cửa inox nè. Đó, chúng tôi ký hiệu rất là kỹ ha. Về mặt cắt thì chúng tôi cũng ký hiệu luôn về chiều ngang hay là từng cái bộ phận, những thông số của cửa. Quý vị có thể truy cập vào trang web của chúng tôi là thiết kế thi công trường gói.com để chúng ta tra cứu thước lỗ ban liên quan đến kích thước thông thủy của cửa. Tuy nhiên anh xin lưu ý một vấn đề, đó chính là chúng ta phải trừ đi những cái khoản cố định như là bản lề vân vân thì chúng ta mới có được cái thông số cửa một cách chính xác để mà chúng ta tra cứu nhé. Và trước khi kết thúc bài review ngày hôm nay thì Nhật An sẽ mời tất cả quý vị sẽ cùng với Nhật An trò chuyện cùng với chuyên gia của Mắc Hôn để chúng ta sẽ hiểu hơn về chi phí thiết kế của một nhà tân cổ điển và hiện đại là như thế nào nhé. Và kính thưa tất cả quý vị, thì bên cạnh Nhật An đây là kiến trúc sư Đức Bình, là một chuyên gia đến từ Mắc Hôn và sẽ hỗ trợ chúng ta để giải đáp một số thắc mắc của quý vị gửi về cho Mắc Hôn chúng tôi. Thì Bình ơi, ngày hôm nay thì chúng ta là nói về căn nhà tân cổ điển. Vậy thì cũng có một số quý vị thắc mắc là không biết giữa nhà tân cổ điển và hiện đại thì cái chi phí từ việc thiết kế nè cho đến thi công thì cái sự chênh lệch của nó có lớn với nhau hay không, và cụ thể là như thế nào, Bình có thể chia sẻ được không? Về cái những cái mẫu nhà hiện đại và cái mẫu nhà của tân cổ điển thì chi phí nó còn phụ thuộc vào cái vật liệu khi mình sử dụng. Còn chi phí nhân công thì đương nhiên là tân cổ điển nó sẽ cao hơn là của hiện đại. Và còn chi phí thiết kế thì như thế nào? Tức là thường tân cổ điển mình thấy nó cũng phải cầu kỳ hơn đúng không? Về chi phí thiết kế tân cổ thì đa số các công ty bên ngoài thì họ sẽ phân ra là nhà tân cổ nó sẽ cao hơn về so với là
hiện đại. Còn riêng với công ty Mắc Hôn thì là chi phí của tân cổ điển và hiện đại thì ngang bằng nhau. Ồ, ngang bằng nhau luôn. Đúng rồi. Thì đây chắc chắn là một cái điều mà phải nói là chia sẻ rất là hay và quý vị đã rất là quan tâm đúng không nào? Và chúng ta sẽ không ngần ngại. Tại vì nếu mà nghe trước đó, nếu mình nghĩ tân cổ mắc hơn đôi khi nhiều gia chủ họ sẽ ngại đúng không? Đúng rồi. Cho nên là nếu biết như vậy thì quý vị có thể mạnh dạn liên hệ ngay đến những số hotline của Mắc Hôn để được nhân viên chúng tôi tư vấn nhé. Cảm ơn mình đã dành ít phút để chia sẻ với tất cả quý vị. Và là ngày hôm nay Nhật An đã review quý vị về nhà anh Đôn ở Long An, một mẫu nhà tân cổ điển vô cùng sang trọng. Nếu quý vị chúng ta tâm đắc với mẫu nhà này và cũng mong muốn thiết kế tương tự, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mắc Hôn qua những số hotline đang chạy trên màn hình hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ nhân viên của Mắc Hôn sẽ liên hệ được quý vị trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe và chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.